Là. Wow, quý yêu nhìn vào rồi, có yêu luôn nhìn ngon vãi. Sau khi lớn lên và mình nhận ra một điều là biết cái ngon nhất là mình sẽ không được ăn mà mình vừa nhờ cho mày đi em. Đây, ok, cái gì đây? Trời đủ. Hôm nay mình sắp thử làm một cái món mà mình chỉ nhìn trên TV thôi, chứ từng làm thật sự như ủa sao? Nó cụt thế. Sẽ làm món đùi gà chiên. Tiếc là hôm nay không có cái... Đây, rồi chúng ta sẽ làm này. Vậy em nhìn rõ. Đấy, có cái này cất đi. Mình chỉ cần một cái đùi thôi. Giờ là 10 giờ 10 rồi. Hoặc là thứ 6 nhé. Đó, ngon nhỉ. Nhìn chung hấp dẫn thôi. Béo phết. Đây là mấy cái con gà này, nhà mình nó đẻ. Nhưng mà mình méo hiểu sao. Hôm trước mình đi, nó mẹ con nào nó cũng nhìn mắt mình chừng chừng đi lấy trứng của nó. Xong rồi một tháng đổi lại đây, mình méo hiểu sao nó không đẻ nữa. Hay là dỗi không biết. Xong rồi có một con gà con cơ. Có một con gà bé xíu. Kiểu nó nở ra ấy. Từ một con gà bé xíu. Vẫn còn sống ở dưới kia kìa. Không biết là mưa nó trốn đâu rồi. Thôi khủng cửa ấy. Nó cụt nó cửa thì nó xấu rồi. Đây dầu hào này. Nhưng mình làm bừa thôi. Bây giờ mình trước giờ mình có bao giờ mình nấu ăn đâu. Nhưng mà đứa em mình, cái đứa mà từ trước lần nữa nấu ấy, nó đi học mất rồi. Nên là đây mình sẽ thử xem như thế nào. Nấu đồ ăn như thế này. Okay. Như này. Trời, nhìn hấp dẫn chưa. Đấy, dầu hào này. Cho một ít tỏi ở đây này. Mắm này. Thực ra là có thể anh em cho mì chính vào. Nhưng mà mình không thích ăn mì chính đâu. Nếu là cho mình không thích. Đó, đợi một chút. Đều chút rồi mình sẽ cho lên chảo. 2000 years later. Đây, chuẩn bị đây. Chuẩn bị ra động quan trọng này. Ui, nó bắn lên đi kìa. Nhìn nó bắn không anh, nhìn nó bắn không. Wow. Ui, ui, nhìn vàng kìa. Có ưa luôn, nhìn ngon vãi. Wow, thơm thức luôn. Thì vào đây vung vào cho nó chia, nó kiểu nó hấp hơi lên đi. Thì nó mới chín nước hết được phần giữa nữa. Nếu anh em mà cứ cho lửa to thì nó chỉ cháy thôi. Mà cháy bên ngoài, bên trong nó còn sống ấy. Ăn đông rồi, đi hiểu của bạn. Thì mình đi sắp ổn đấy. Thơm thế. Ừ. Có con gà này nó cũng béo đấy cơ. Mày nhìn quả đùi nó thích thật. Ui nó bắn. Ui nó bắn đấy. Wow. Thật dẫn đi. Đặt lý ra là mình phải chiên ngập dầu đúng không ạ? Tức là phải cho thật nhiều dầu vào đây này. Thì nó sẽ chín nhanh hơn. Mà anh em cũng không phải đảo nhiều đấy. Còn đây là mình chở. Cái chai này. Cái chai chơi dầu ăn rồi. Cái chai dầu ăn của mình nó hết rồi. Thế là mình chỉ chiên được như này thôi. Đây anh em ơi, mình phải làm cho thật kỹ, mà nó hơi xém ngoài một chút nhưng mà nó chín, mình biết rồi. Mình biết là để cho nó, mình chắc là cho nó chín hẳn đi ấy. Chứ không mẹ sống đi ăn. Ui nhìn này. Wow. Wow, nhìn thơm cực luôn. Ok, để cho nó vào đây. Đó.
đầu bếp là Nguyễn Linh Bích Sư Vồng. Wow, thơm cực luôn ấy. Mình sẽ cho một ít cơm vào đây. Giờ mình ăn sáng rất là muộn ấy. Sáng mình rất là nhiều việc nên là ăn không thể ăn sớm được. Ok. Thì hấp dẫn phết. Ui. Thế là khỏi trưa anh em ạ. Ăn thế này rồi mà ăn no đến chiều luôn. Nhìn thì khói nó bốc lên này. Ok, giờ đến giai đoạn quan trọng nhất này. Chúng ta khi vừa nghe nhạc nhưng mà chắc mình không bật nhạc đâu. Bật nhạc bây giờ là các bạn quên nhận. Đây, mình sẽ thử cái miếng đùi gà này. Thơm cực kỳ luôn, mình rất thích mùi tỏi chiên. Nhìn đây, mình sẽ gặm một miếng trước. Giòn, cái miếng da nó rất là giòn. Chín anh em ạ, chín rồi. Nhưng mà vấn đề em biết đây rồi. Con gà này nhà mình nuôi phải đến 5 mẹ rồi. Giờ nó già. Thì nó dai mấy đái rồi. Ok, lại miếng cơm. Những cái gì thực sự là những cái mà mình làm mình tự làm mà mình được cả ăn nó ngon đấy. Vì con gà nó hơi dai. Ôi, cảm ơn anh em. Nói chung là lâu lâu không làm vlog nên là nói chung là những cái vlog của mình thì nó đơn thường đơn giản thôi, nó sẽ xung quanh cuộc sống của mình. Đó, như là chẳng hạn một bữa sáng xem YouTube, làm clip, nước bạc. Ok bye, em nhớ like, đăng ký kênh của mình. Chúc mọi người vui vẻ.